Chào các bác, hôm nay em đặt trần lên sóng một sản phẩm hay một chiếc máy hát loa kèn, một dòng sản phẩm phù hợp với các bác vừa chơi vừa trưng bày cũng như là demo không gian âm nhạc, thí dụ như là phòng khách, phòng nghe nhạc hoặc là các cái phòng trà, cà phê thì sẽ rất là hợp lý. Đó là chiếc máy hát loa kèn tích hợp khá nhiều chức năng và được thiết kế rất là đẹp. Máy này thì với cái kích thước tổng thể chiều cao của nó thì rơi vào khoảng 1m8. Máy sẽ được chia làm 3 phần. Thứ nhất là cái phần chân là từ chỗ này hát xuống, nó là phần chân, nó là một cục rời. Cái phần ở giữa đây là cái phần trung tâm của máy, tức là cái phần cỗ máy, linh hồn của nó sẽ nằm ở đây. Còn cái phần trên cùng thì nó là cái phần loa kèn. Thì cái tổng thể của nó thì cao khoảng 1m8 và cái chiều rộng của nó là khoảng 55cm. Máy này thì được thiết kế rất là đẹp. Thiết kế rất là đẹp các bác nhé. Thì nó có các cái chức năng như sau. Các bác có thể nghe được CD, nghe được radio, nghe nhạc qua Bluetooth, qua USB, thẻ nhớ. Nghe nhạc qua đầu đĩa than và cái cấu hình của loa thì nó như sau. Nó sẽ gồm hai cái loa toàn giải ở hai bên. Đây là một loa toàn giải này. Bên này thì cũng là một loa toàn giải nữa này, hai loa toàn giải ở hai bên. Một loa kèn có đây, họng kèn đây, và một cái loa bát của nó sẽ đánh úp gầm xuống đất. Bát của nó thì cũng nhỏ nhỏ thôi, khoảng 15cm. Cái chất âm của dòng này thì nó cũng đúng như cái thiết kế của nó, thì nghe nó kiểu nhẹ nhàng, tình cảm, nghe nó mộc mạc. Máy này thì về thì là trong cái tình trạng máy mới, hàng mới của Hồng Kông sản xuất. Cái loại bên em nhập về là cái loại chất lượng rất là tốt, chất âm hay nhất ở trên thị trường hiện tại. Máy to, đẹp, máy thiết kế nó có 3 ngăn kéo, các bác có thể để đồ. Trong đây thì nó là một số các phụ kiện này, sách hướng dẫn sử dụng này, dây nguồn này, rồi điều khiển này, rồi các đĩa CD này. Nó có 3 cái ngăn kéo để các bác có thể sử dụng. Và thì nó thiết kế trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết, sơn son thiếp vàng rất là đẹp. Các cái họa tiết thì làm khá là tỉ mỉ cũng như là công phu. Đây là phần đĩa than này, đây là phần họng kèn này, rất là đẹp. Thì đi vào test chức năng đi. Thì ở đây em đang test nhạc bằng Bluetooth. Đây, em đang mở một cái bản nhạc không lời để demo cho các bác xem. Phát nhạc từ Bluetooth. Đây, mở một bản khác đi. Tăng volume lên một chút. Máy được thiết kế rất là đẹp, đảm bảo các bác sở hữu em này trưng bày không gian nghe nhạc cũng như là không gian demo của chúng ta thì sẽ rất là tuyệt vời. Cái họng kèn này thì các bác có thể xoay theo ý muốn. Đấy. Các bác muốn nó hướng ra phía nào thì các bác có thể xoay. Đấy. Xoay như thế này thì nó sẽ đúng kiểu hơn này. Đó là cái phần Bluetooth. Đây, quay trở lại các cái chức năng chính của máy thì em xin giới thiệu luôn. Đây nó có các cái đường vào này. Các bác có thể chọn này, CD này, USB hoặc là thẻ nhớ này. Đường phono là đường đĩa than này, đường FM là các bác có nghe sóng radio, đường Bluetooth là AUX này. Đấy, còn bên này là hai núm chỉnh bass treble. Ở đây là volume tổng. Ở đây là công tắc nguồn power và các cái nút chỉnh cho cái phần đĩa này cũng như phần thẻ nhớ. Đấy, đây là cái nút dò sóng radio. Bây giờ em xin test qua cái phần CD nhé.
em sẽ chuyển qua CD cho các bác xem. Nó đang đọc ở đĩa CD nhé. Phần CD đã chạy này, các bạn có thể tua tiến lùi bài số 2 này, bài số 3 này. Mở bài số 2 đi. Bài số 1 đi. Về cái phần máy này thì nó chia làm 3 phần, cho nên là các bác vận chuyển thì cũng khá là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Em xin test cái phần đĩa than. Cái này thì nó có một cái nhựa bảo vệ cái phần kim rất là hay, và nó sẽ cho mình sơ cua thêm một cái đĩa than, thêm một cái kim than nữa. Em chuyển sang phono đây. Chuyển sang phono thì đĩa nó tự chạy nhá, đĩa nó quay và chúng ta đặt kim xuống thì nó sẽ hát này. Vâng, một em máy rất là hay. Và em đã Trần xin được báo cho các bác giá bán của chiếc máy này nhân dịp đầu xuân năm mới. Sau đó Trần có giá bán cực kỳ là tốt, cực kỳ là hữu nghị cho chiếc máy này, 18 triệu đồng, và một mức giá rất là tốt để anh em sở hữu. Để mà ngoài thị trường các bác mua được những con máy này thì chắc giá phải trên 20 triệu đồng thôi các bác. Máy này thì bên em là cái hàng mới thì nó còn nguyên hộp cho các bác. Rất đẹp ạ. 18 triệu đồng. Một mức giá rất là tốt cho các bác có thể sở hữu. Các bác có nhu cầu có thể alo cho em Đạt Trần. Số máy 098 358 6968. Ở Shop Đạt Trần thì với địa chỉ là phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em có ship hàng toàn quốc cho các bác. Một con máy thì hay, phải nói là rất là hay, và cái giá thành thì hợp lý, giá thành thì vô cùng là hợp lý. Nó mở một chút nhạc vàng trên cái nguồn phát Bluetooth ấy. Các bác có thể là chơi nhạc từ trên điện thoại thì rất là tiện lợi luôn. Tiếng nó rất là ấm, em sẽ mở volume lớn lên cho các bác xem. Chiều nhìn ra đầu ngõ, dần dần đi tương nhớ Giáng sinh một người. Được nghỉ năm ngày làm quen. Em ơi, cho mình. Về cái phần kết nối của nó thì cũng khá đơn giản, có một dây nguồn và máy, và nó sử dụng dòng điện 220V rất là tiện lợi. Đây có một công tắc nguồn tổng, tất cả là máy móc nó nằm ở trong cái cục ở giữa này, và các bác chỉ cần kết nối một cái sợi dây xuống cái phần dưới là cái phần bass. Các bác rút cái này ra thì loa bass nó không hoạt động thôi, còn tất cả là bình thường. Đây là một cục nhá. Còn cái cục thứ hai là cái phần kèn. Phần kèn thì các bác xoáy ở đây là các bạn rút kèn ra được thôi. Rất là tiện lợi, cũng như dễ dàng vận chuyển. Và mức giá cực kỳ là tốt cho anh em, 18 triệu đồng một con máy chất lượng. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip, và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.